Nếu các bạn có nhu cầu mua nick lên ngay shoptng.vn, hiện tại đang có khuyến mại giảm 60% giá trị nick, có cả nick đá quý giá cực hạt rẻ. Gặp sự cố sẽ đền bù lại 100% giá trị. Xin chào tất cả anh em. Gửi đến cho anh em một vị tướng mới toanh, đó chính là Pain, cơ trưởng tử thần. Nhiều bạn gọi là nhạc sĩ nhưng mà với S, đây là một thanh niên cơ trưởng thực sự. Với bộ ý thức của vị tướng sát thủ, một vị tướng sát thủ phép nha anh em. Liệu đây có phải là vị tướng kế tiếp như là Zil, Dashi để mà đi rừng cứu bá đạo hay không? Quét tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Và cảm ơn bạn Kiobot đã hỗ trợ S hiện hoàn thiện cái video của vị tướng Pain này nhé. Thực ra thì Pain đã góp mặt và hé lộ với anh em từ lâu rồi, nhưng mà đến bây giờ mới có thể hoàn thiện từ âm thanh, hình ảnh và bộ thức để mà có thể gửi đến cho anh em cách hoàn thiện nhất. Một cái vẻ ngoài rất điển trai anh em ơi. Tưng 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 tưng. Chúng ta hãy cùng test một chút về sức mạnh của Pain. Khi mà các bạn nghĩ rằng liệu vị tướng này có thể đi rừng được hay không, hãy quét tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Tại vì xem xét thì thấy cái tốc độ đánh của vị tướng Pain này thực sự không được quá nổi trội cho lắm. Đi đường mid thì S cảm thấy nó farm lính khá chậm, nên S nghĩ là cầm đi rừng là nó hợp lý hơn. Đó là một chút suy đoán của S thôi nha, tại vì S chưa đánh Tư Mã Ý ở phiên bản bước giản diệu nên S không biết. Trời ơi, anh em nhìn đi ạ. Đòn đánh thường khiến cho quái vật bị làm choáng và gần như không thể tấn công bạn được nếu các bạn tấn công liên tục. Uầy, S nếu mà cầm cái bảng ngọc đó chính là 32% tốc độ đánh của Zil thì cứ gọi là ghê nha anh em ơi. Đi rừng mà quái rừng không thể đánh bạn, tức là bạn không thể mất máu. Và nếu các bạn sử dụng chiêu thức có thể là chiêu 1 thì có thể gây một cái lượng sát thương rất là đáng gờm. Và thêm một cái kiếm Roki thì cứ gọi là được đó anh em ơi. Được đấy, S nghĩ là được anh em ạ. Đi rừng được, chứ đi mid thì farm đính chậm lắm. Ok nha, bây giờ S test tiếp cho anh em. Về đầu tiên là đòn đánh tay thử lên tướng xem tướng có bị đóng băng. Ý của mình là bị choáng nhá. Lính thì bị choáng anh em ạ. Nhưng mà rất tiếc là tướng thì không. Mình sẽ nâng cấp cho tướng này. Test cái độ máu giấy nhá. Wow. Thực sự máu giấy quá anh em ơi. Nó máu giấy kiểu nhà của thằng Zil đó anh em. Sát thương thì to, máu giấy gây sát thương kìa, để gây sát thương phép nha anh em. Và sau cái thời gian sử dụng chiêu 1, chúng ta lập tức biến hình tới vị trí đó. S chưa hiểu cái thanh nội năng của vị tướng Pain này. À, vậy là Pain sử dụng nội năng anh em ạ. Pain sử dụng nội năng, các bạn dùng chiêu sẽ mất nội năng. Được đó, đánh thường sẽ tiếp cận giống kiểu nội tại của Ngộ Không nha anh em. Giống kiểu nội tại của Ngộ Không sau khi các bạn tung chiêu xong. Và tung thêm 3 đòn đánh cận chiến và gây thương lan. Tiếp cận 1, 2, 3. Và đánh nhẹ nhàng. Được đấy anh em ơi. Tức là các bạn có thể sử dụng chiêu 1 sau đó đánh thường luôn để mà có thể tạo cảm giác an toàn hơn. Ok, chúng ta test lại nào. Để chiêu cuối rậm gây sát thương. Tiếp cận. Như vậy là vị tướng Pain này có 3 chiêu thức, giống như là kiểu Ngộ Không, tung chiêu xong đánh thường là có thể tiếp cận mục tiêu nhá. Và cường hóa đòn đánh tay của mình. Đầu tiên là chiêu 1. Tiếp cận. Cái lượng nội năng em thấy là nó hồi khá nhanh đó chứ. Hai, ba. Câm lặng đối thủ ở trong phạm vi. Được quá anh em ạ, kết hợp với Alice hay là Zil thì được phép. Em nghĩ combo của vị tướng này là chiêu cuối phi vào, sau đó sử dụng tiếp cận, sau đó vận dụng chiêu 2 câm lặng và vận dụng chiêu 1 gây sát thương, đồng thời tiếp tục tiếp cận cận chiến và gây sát thương. Em chỉ đoán vậy thôi anh em ạ. Nếu bạn nào kinh nghiệm chơi Tư Mã Ý ở bên Vương Giả Vinh Diệu, đừng quên giới thiệu cho em nhé. Tại vì S chỉ giống như các bạn thôi,
lần đầu xem và chưa hiểu về vị tướng này. Chỉ là các sự đoán mò và sự hiểu biết khi mà chúng ta vận dụng từ liên quân mà thôi. Tức là trong thời gian các bạn vận dụng cái bóng này thì chủ thể của bạn hoàn toàn bị tấn công nhá. Nên các bạn cần phải vận dụng thật là cẩn thận. Ví dụ như là ở một cái vị trí an toàn, sau đó sử dụng chiêu 1 lao ra và tấn công. Quá được luôn anh em ơi. Chiêu 2 cầm lặng, tiếp cận tiếp. Nếu mà để một vị tướng như vậy quá xanh, phun sát thương mà đuổi theo bạn rất là khó để chạy. Cái tầm nó quá xa anh em ạ. Chưa kể là tung chiêu xong lại còn đánh thường là tiếp cận ngay. Em nghĩ rằng đây là vị tướng đáng chơi đây. Đi dừng đi. Đi mid ấy cảm thấy nó quá là khó để ăn ha. Nên đi dừng thì nó hợp lý hơn. Còn đi slow đường thì khó. Đó là cảm nhận riêng của S về vị tướng Pain này. Các bạn đừng quên để lại video. Đó chính là cảm nhận của anh em. Và theo anh em, vị tướng Pain này đi vị trí nào là phù hợp nhất? Liệu đây có phải là vị tướng sát thủ phép kế tiếp từ Zeal, Dashi, Kera, Pain? Nếu mà các bạn có càng thêm nhiều vị tướng sát thủ phép đi slow, đi slow đường này, rồi đi rừng này, nhưng em nghĩ là đi rừng nó hợp lý hơn, thì chúng ta có thể vận dụng các vị tướng như là xạ thủ đi đường mid, VS đi mid và rất là nhiều vị tướng khác. Nó càng hoàn thiện và tuyệt vời nhá. Đó là đánh giá một chút về vị tướng Pain. Còn nếu bạn nào mà chưa xem vị tướng Ata thì S có để ở cuối video này vị tướng Ata mà hôm qua S có review sơ qua cho anh em nhá. Ok, let's go. Cùng xem một chút về vị tướng Pain và đến vị tướng mới mà các bạn chắc phải chập chờn. Em gửi đến cho anh em một vị tướng mang tên là Ata nhá. Tướng mới này chính thức ra mắt. Thật tuyệt vời anh em ạ. Chiêu 1 cực kỳ cơ động. Chiêu 2 có khả năng khống chế rất tốt, đặc biệt khi có địa hình như là các bức tường hay là trụ nha anh em. Nếu mà đối thủ không ở cạnh các tường đấy ạ, các bạn kéo đối thủ về. Còn nếu ở cạnh tường, thứ nhất đó chính là ép tường khống chế. Và có một cái chiêu cuối rất là hay, một cái chiêu cuối tạo địa hình ảo anh em ạ. Như vậy nếu mà bị Ata tạo địa hình ảo thì chạy được đúng nào. Và đây là tạo hình cướp biển siêu đẹp trai chúng ta. Cảm ơn bạn Kingbot đã hỗ trợ S thực hiện video này nhá. Muốn biết về các mod về các vị tướng mới thì đừng quên tham gia và đăng ký kênh Kingbot nhé. Và đừng quên like share clip này ủng hộ S nhá. Ok, chúng ta cùng tìm hiểu ngay nào. Đầu tiên các bạn thấy được rằng Ata là vị tướng đó chính là có khả năng đánh lan cận chiến và không sử dụng năng lượng, cũng chẳng sử dụng nội năng anh em ạ. Tức là nó giống kiểu của ấy con gì ta kiểu dạng như là của con Maza đó anh em. Đây là chiếc cuối nhá, em sẽ test thử cho anh em. Wow, một cái xác thuyền và một cái vòi bạch tuộc ạ. Ghê nha, ghê nha. Tức là chúng ta có thể kích hoạt hai lần. Và khi bạn bị tấn công, các bạn sẽ được tạo ra giáp ảo. Nhưng mà giáp này không phải giáp chịu sát thương, mà là khi các bạn có giáp ảo, các bạn đánh vào lính, quái tướng hoặc là tung chiêu thức sẽ được hồi phục máu nhá. Bây giờ em sẽ test cho anh em về từng chiêu thức của chúng ta. Đầu tiên là đánh thường này. Khi mà các bạn có lớp giáp ảo đấy ạ, các bạn sẽ được hồi máu rất là nhiều. Nên đó là lý do vì sao mà em nói là vị tướng này siêu châu bò nhá. Càng trâu đánh càng thấm, tung chiêu hay là đánh thường lại tích máu rất là ghê. Chiêu 2 thì đang có một chút sự cố về định hướng, anh em chỉ biết là mình hướng về nó được rồi nhá. Chiêu 2 không chỉ là một cái chiêu thức ở đầu game anh em thấy được rằng nó có thể khống chế, mà có thể là gây khống chế choáng này. Chiêu 2 là kéo về hoặc là ủn tường gây choáng, nó kiểu giống con video đó anh em. Và chiêu cuối tạo một cái bức tường, một cái bức tường để kích hoạt hai lần nhá. Uầy, SB mới thấy được rằng vị tướng này đang có thể tạo nên rất là nhiều đột biến trong tranh. Ví dụ như là cả cái địch đang chạy đúng không ạ, đang băng trụ, tự dưng bị Ata cho một phát chụp tường lại, biết làm sao đúng không nào. Chiêu 2 các bạn không thể vượt được địa hình đâu nhé, nhưng mà các bạn có thể kéo đối thủ về hoặc là kéo Ata về hướng chỉ định. Thực ra đây có thể coi là một cách cơ động đi. Có thể coi đây là một cách cơ động bị động đi. Và các bạn có thể sử dụng chiêu 1 để vượt qua các địa hình mỏng hẹp. Cách sử dụng chiêu 1 này giống như là các bạn sử dụng chiêu 1 của Zena nha anh em. Tức là khi các bạn sử dụng, các bạn phải điều hướng chứ không phải là bấm nhả đâu. Đây, các bạn bấm nhả đấy ạ, các bạn chỉ được như vậy thôi.
vừa di chuyển vừa sử dụng chiêu 1 mới có thể tối ưu, thứ nhất là khả năng khống chế, thứ hai là khả năng vượt địa hình tốt của vị tướng Atai nhá. Cướp biển siêu đẹp trai anh em ơi. Em tin chắc rằng bạn nào mà đi solo đường và em nghĩ rằng vị tướng này có thể cầm đi trợ thủ. Tại vì với cái lượng khống chế tốt như vậy, chỉ cần bị đánh là được nhận cái lớp giáp ảo. Nhưng mà lớp giáp ảo này em sẽ... Để ủng hộ Ad, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.